Ủa là coi khúc này tiên đoán là sẽ có nhiều bạn khoái khoái chảy nước miếng đúng không? Hello mọi người, lại là Tiên nè. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Góc Nhà Tom nha. Từ ngày có cái con Covid xuất hiện á, thì mỗi lần ra đường là một cuộc chiến, nào là khẩu trang, kính chống giọt bắn, rồi nước rửa tay đang thèm bán trắng trộn mà không muốn ra đường luôn á. Ây da mệt mỏi. À hình như là nhà còn bánh tráng thì phải. Cô cùng vô bếp làm bánh tráng me với Tiên nha mọi người. Thèm bánh tráng trộn mà giờ làm bánh tráng me. Thôi kệ, có ăn đỡ còn không đúng mọi người. Đầu tiên á, thì Tiên nấu nước me nè. Cho nước nấu sôi lên rồi cho một cục me vô, mình lọc lấy nước me nha. Đó là thắng đường cho chảy ra nha. Sau khúc này Tiên lại cho thêm cái chén nước này vô nữa. Cái nước me nó là vừa đủ rồi, lại cho thêm nước vào nữa, rất là lỏng bỏng và rất cái nước sốt á nó lâu kẹo lắm nha mọi người. Mọi người rút kinh nghiệm đừng giống như Tiên nha. Có qua một bên đi, giờ đi làm hành phi nè. Đấy là Tiên nhờ anh xã Tiên quay giùm á, mà anh xã Tiên còn nói trời ơi có con vợ suốt ngày quay tóp tóp. Rồi phi hành không có để ý lửa, cái nó cháy hết trơn luôn, đúng là mình đảm đang ghê. Theo vào đậu phộng nha mọi người. Đậu phộng thì Tiên cũng đã rang sẵn rồi. Tiên rang cái muối hộp á. Giờ nhặt mấy cái hộp muối ra nè. Mọi người nêm một chút nước mắm vào cái nước sốt me cho nó đậm đà nha. Mình đợi cái nước sốt me nó sôi và nó kẹo lại là được nha. Tiên cho hơi nhiều nước lên đợi nó hơi lâu á. Mọi người rút kinh nghiệm. Khúc này là đổ ra chén nè. Mình múc hành phi, đậu phộng vào rồi thưởng thức thôi. Bà lem, chúc mọi người thành công với công thức này nha. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo.